Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công nghiệp và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, đã tác động không nhỏ đến kinh tế của tỉnh, nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn ngành và các doanh nghiệp nên tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại của tỉnh Đắk Lắk vẫn duy trì tốc độ phát triển khá. Năm 2018 thực hiện các nhiệm vụ phát triển của ngành trên mọi lĩnh vực đã có nhiều mô hình cách làm mới hướng đến sự phát triển chung của ngành công nghiệp nông thôn. Đến các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh, phát huy được thế mạnh của địa phương, đây cũng là tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đây là nội dung sẽ được đề cập đến chuyên mục Công nghiệp và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay với nhan đề: Chú trọng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm đến công tác khuyến công, giúp các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từ đó, khích lệ các doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm có chất lượng uy tín và tính cạnh tranh cao trên thị trường. Sau một thời gian dài nhập tôn từ các thành phố lớn về phục vụ cho nhu cầu của người dân tại địa bàn thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna, năm 2010, anh Hoàng Văn Long quyết định đầu tư xây dựng nhà máy cán tôn để giúp giảm giá thành sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng. Đến đầu năm 2018, anh Long lại quyết định đầu tư công nghệ tự động nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có tính cạnh tranh cao, mẫu mã đa dạng hơn. Và nhờ sự hỗ trợ của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Krông Anna và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong gia công tôn của hộ kinh doanh gia đình anh Long đã được chấp thuận và nhận được sự hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công địa phương năm 2018 với kinh phí là 120 triệu đồng, trong tổng kinh phí mua thiết bị là 550 triệu đồng. Nhờ đó, cơ sở đã thay đổi công nghệ sản xuất, giảm bớt công đoạn thủ công để nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm. Đây không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để cơ sở kinh doanh gia đình anh Long nỗ lực hơn nhằm mang đến những sản phẩm tốt cho người tiêu dùng. Gia đình rất cảm ơn của bên khuyến công công thương của tỉnh và của huyện đã giúp đỡ tạo điều kiện cho nhà máy chúng tôi, hỗ trợ một số vốn cho gia đình chúng tôi, nói chung là cũng có nhiều khó khăn, và nhờ một sự hỗ trợ đó thì gia đình chúng tôi mạnh dạn đầu tư một số thiết bị máy móc, coi như những công nghệ mới nhất tiếp cận để phục, thứ nhất là làm thương mại cho gia đình, thứ hai là phục vụ cho bà con ở huyện nhà. Cũng như anh Hoàng Văn Long, anh Trần Văn Phước thành lập cơ sở cơ khí Anh Tý ở thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna, chuyên ngành cơ khí đã 20 năm. Tuy nhiên, do nguồn vốn ít nên thời gian đầu quy trình sản xuất chủ yếu là làm thủ công, tốn nhiều công lao động, có nhiều công đoạn phải nhờ tới các cơ sở lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột gia công giúp. Và may mắn đã mỉm cười với anh Phước khi anh biết đến sự hỗ trợ của ngành khuyến công đối với các hộ kinh doanh tấm như gia đình anh. Nhận được sự hướng dẫn của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Krông Anna, năm 2018, anh Phước được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ đầu tư mua một máy cắt plasma CNC với phạm vi cắt từ 1,5m x 3m, tốc độ cắt từ 0 đến 8.000mm một phút, chiều dày cắt từ 1mm đến 20mm, tổng trị giá 230 triệu đồng. Sau khi đầu tư máy móc thiết bị mới, giá trị sản phẩm đã nâng cao đáng kể, đáp ứng được nhu cầu trang trí nội thất của người dân, giảm chi phí cho cả đơn vị sản xuất và cho người dân. Khuyến công đã giúp cho hỗ trợ cho doanh nghiệp và cơ khí Anh Tý là một cái máy là cắt combo CNC là để giảm nhân công của công nhân của trong trong xưởng các kỹ, rồi tiếp đó là nó làm ra những sản phẩm hoa văn đẹp. Trong những năm vừa qua, nhận thức rõ vai trò của phát triển công nghiệp nông thôn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, huyện Krông Anna đã có những nỗ lực trong việc phát triển công nghiệp nông thôn, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn đã xác định phương hướng và giải pháp chung để phát triển công nghiệp nông thôn. Trên cơ sở này, huyện Krông Anna đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn. Đến nay, số cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện là trên 800 cơ sở. Quy mô và năng lực sản xuất không ngừng được cải thiện, cơ cấu đầu tư được điều chỉnh khá hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, góp phần tích cực làm thay đổi đời sống kinh tế xã hội của huyện.
số cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng lên qua từng năm. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng năm 2018 của toàn huyện theo giá hiện hành ước đạt 1.005 tỷ 625 triệu đồng, đạt 99,6% kế hoạch. Ở phòng có cử một chuyên viên là thường xuyên theo dõi cái lĩnh vực này, thì mình sẽ xem xét để nghiên cứu những cái máy móc mới, tạo điều kiện hỗ trợ cho một số cơ sở ở đây chuyển đổi cái chủng loại sản phẩm để đa dạng hóa, để nâng cao cái sức cạnh tranh của ngành công nghiệp của huyện. Cùng với đó là sự đổi thay trong cái thay đổi cái cơ cấu sản xuất của huyện sẽ tạo ra những sản phẩm mới để nâng cao cái giá trị công nghiệp của huyện lên. Năm 2019, ngành công nghiệp huyện Krông Anna đặt ra kế hoạch tiếp tục thực hiện công tác khuyến công nhằm nâng cao giá trị sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp trên địa bàn huyện. Từ đó nâng giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn năm 2019 là 1.156 tỷ 469 triệu đồng, tăng 15% so với năm 2018. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của công tác khuyến công trong việc cung cấp thông tin thị trường, tổ chức hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm của công nghiệp và thủ công nghiệp trên địa bàn huyện, hỗ trợ tổ chức quan hệ liên kết giữa cơ sở sản xuất với các cơ sở tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ có trọng điểm việc đầu tư nghiên cứu đổi mới sản phẩm và sản xuất sản phẩm mới. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của tỉnh, kinh tế Đắk Lắk đã có những bước tăng trưởng và phát triển. Thành tựu đó phải kể đến những đóng góp to lớn của ngành công nghiệp tỉnh. Nhìn lại bức tranh công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua cho thấy từ một tỉnh yếu về công nghiệp, thế nhưng bằng những giải pháp tích cực đến nay, ngành công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã có những bước phát triển đáng kể, tạo nên một bức tranh sáng nhiều màu sắc. Với chiến lược huy động các nguồn lực bên ngoài cho đầu tư phát triển, nhất là công nghiệp và các ngành có giá trị gia tăng cao, để tạo bước đột phá về kinh tế, nhất là chủ trương của tỉnh xây dựng các khu cụm công nghiệp. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk đã lập quy hoạch và chỉ đạo tập trung giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở các khu cụm. Trong giai đoạn 2014 đến năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Công Thương triển khai 13 đề án nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, nâng cao nhận thức về lợi ích áp dụng sản xuất sạch trong công nghiệp. Đã thực hiện 4 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến với tổng kinh phí khuyến công quốc gia 720 triệu đồng và 45 đề án khuyến công địa phương về hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến với tổng kinh phí 3 tỷ 877 triệu đồng. Từ số hỗ trợ của tỉnh, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã mạnh dạn đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc triển khai các nội dung của chương trình khuyến công tại tỉnh đã tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần vào hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ngành công thương của tỉnh đã hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, ngoài về máy móc thiết bị, cung cấp thông tin về kỹ thuật, về công nghệ, về thị trường, về nguyên liệu, thì đã cùng với các tỉnh bạn kết nối giao thương, giúp cho các công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu thụ sản phẩm. Và chính vì vậy, năm 2018 này, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn đã phát triển nhiều hơn so với những năm trước, và sản phẩm của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đã định vị được không những trong thị trường của tỉnh và các tỉnh của khu vực. Nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh đã được khẳng định thương hiệu và được Bộ Công Thương ghi nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp vùng. Một trong những điều quan trọng để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiếp cận được thị trường hiện nay đó chính là liên kết sản phẩm. Trong năm 2018, với nhiệm vụ của mình, các phòng ban của Sở Công Thương đã có những đề án chương trình kết nối thông qua hội chợ, phiên chợ được tổ chức trong tỉnh và tham gia tại các địa phương trong cả nước. Các hội nghị quan trọng cũng được tổ chức huy động sự tham gia của các hội đoàn thể như Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân v.v. Thông qua công tác liên kết kết nối sản phẩm như thế này đã tạo điều kiện để quảng bá sản phẩm của địa phương với mẫu mã đa dạng, chất lượng cao đến với thị trường trong cả nước.
Nhờ đó, năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 15.058 tỷ đồng, tăng 7,87% so với năm 2017 và vượt kế hoạch đề ra 0,39%. Ngành công thương tập trung vào mấy nhiệm vụ cơ bản sau. Thứ nhất, tiếp tục động viên, khuyến khích, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường sản xuất kinh doanh để các cơ sở sản xuất kinh doanh có thể mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai là phối hợp với các cơ quan ban ngành, các cấp để tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng nhất cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án để sớm các dự án đưa vào sản xuất phát huy hiệu quả. Thứ ba, bằng các giải pháp tới đây phối hợp giữa các cấp ngành để phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và điểm công nghiệp trên địa bàn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và mở rộng số lượng, tăng số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2019 của tỉnh. Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019, tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ngành công thương Đắk Lắk tiếp tục thực hiện tốt hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, chú trọng thu hút các dự án chế biến sâu, các sản phẩm tỉnh có lợi thế, các dự án giải quyết nhiều việc làm. Bên cạnh đó, ngành công thương Đắk Lắk còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ về những chủ trương chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư mới của tỉnh để thu hút các nguồn lực phát triển đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, xây dựng các cửa mở để doanh nghiệp nội tỉnh tiếp xúc với thị trường chung của khu vực. Cách làm này không chỉ khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh phát huy tốt nội lực, mà còn có điều kiện hợp tác liên doanh liên kết được với các doanh nghiệp trong ngoài tỉnh để sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiềm năng công nghiệp tỉnh Đắk Lắk phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Công nghiệp và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.